Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Thắng. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đưa mọi người đi chợ phiên. Chợ này khá là đặc sắc và nổi bật nhé, và khá là xa các bạn. Chợ này mang tên là chợ Xín Chéng. Và thời gian này thì sắp sửa đến đến rằm tháng 7, và cũng như là sắp đến mùa học sinh đi học rồi. Không biết là chợ có đông không và có đặc điểm gì nổi bật hay không. Thì là bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi trải nghiệm khám phá nhé. Chợ thì nó ở trên kia kìa các bạn kìa. Bây giờ thì mời các bạn đi chợ phiên nha các bạn nhé. Đi trải nghiệm khám phá cũng như là đi xem ở trên chợ phiên có cái mặt hàng gì nổi bật phong phú, Hải sẽ tiện thể chia sẻ cho các bạn luôn. Nhưng mà cái mục đích chính là chúng ta sẽ xem văn hóa chợ phiên ở trên vùng cao có cái gì đặc sắc nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải Bảo Thắng trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây thì là người ta mới... Thời tiết hôm nay thì có mưa nha các bạn nhé. Hôm nay có mưa phùn. Tối qua thì mưa to và sáng nay thì vẫn đang còn mưa phùn. Và người ta mới bắt đầu đến để dọn hàng để bày bán thôi. Vì hôm nay Hải đi khá là sớm. Bây giờ nó rơi vào khoảng gần 7 giờ sáng. Đấy, vì thời tiết là nó mưa nên là bà con cũng họp chợ cũng muộn. Nếu như mà hôm nay mà nắng ấy thì chắc chắn là bà con đến rất là đông rồi các bạn. Khu vực này bây giờ là khá là đông. Ô tô xe cộ các bạn. Đấy, khu vực này rất là đông nhá. Ở đây là bà con đang trao đổi buôn bán đồ thổ cẩm, cái đồ thêu. Người ta rảnh rỗi ở nhà người ta thêu ấy. Sau đó là thêu xong thì người ta sẽ mang đi bán các bạn. Đây, Hải sẽ quay cho mọi người xem một tí nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là nhìn thấy trên những cái tay của các chị đấy, cầm những cái túi đồ thổ cẩm người ta mang đi bán các bạn. Rất là đông các bạn. Đồng bào ở đây chủ yếu là đồng bào người Mông nhé và người Lùng các bạn. Rất là đông khu vực này các bạn ơi. Đây này, mình thấy chị bà này đang xem này. Đông lắm. Cứ buổi sáng ra là khu vực này cực kỳ là đông các bạn. Và chợ này thì nếu mà để tan chợ thì nó tầm khoảng 11 giờ các bạn. À đây này các bạn ơi. Mình đây này, các cô ấy đang xem những cái tấm thêu. Những cái tấm thêu này để làm váy nhá, làm áo này. Đấy, trang trí vào trong quần áo này. Đấy, người ta thêu rất là dài. Đây là các bạn trẻ cũng thêu các bạn. Đây 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 đây. Người ta xem thôi, người ta chưa mua. Cái này của em này em ơi. Em mang đi bán à? Ồ, đã biết thêu rồi á? Anh xem tí xem hoa văn đẹp không? Xem nào. Đây này các bạn này.
Đấy, hoa văn đẹp chưa? Mua quần này bao nhiêu tiền à? Quần nhỏ nhỏ này 200 không? 300? 150 à? À, đấy, bạn ấy ngại các bạn à, nhưng mà mình thấy bạn thêu khá là đẹp nhá. À, khu vực này chủ yếu là dành người ta giao dịch trao đổi đồ thêu thùa, đồ thổ cẩm các bạn. Đây này, đấy. Hình như là mình thấy cái chú này là chú đi mua đồ thổ cẩm các bạn. Đấy, chú thấy chú ấy đi xem rất là nhiều. Cái này chú đi mua à chú? Mua đấy. Cái này về làm gì ấy chú? May áo mà. À, cho vào váy à, quần áo à? À, ghép. Đây, người ta thêu rất là đẹp nha các bạn nhé. Cái này thì người ta đến chợ, người ta mua len này, mua đồ dụng cụ này. Đấy. Sau đó là người ta sẽ mang về trong lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, hoặc là lúc nào rảnh rỗi người ta tranh thủ người ta thêu các bạn. Sau đó là thêu xong là người ta sẽ mang đi bán. Ở đây này, đấy. Người ta bày bán rất là nhiều đồ thêu thùa, đồ thổ cẩm các bạn. Đấy, trông nó đơn giản vậy thôi nhưng mà thêu rất là lâu nha các bạn nhá. Có những cái tấm thêu mà người ta thêu nửa tháng hoặc là gần một tháng mới xong. Đấy. Đấy. Khu vực này cực kỳ là đông buổi sáng ra các bạn. Đấy, bây giờ mới buổi sáng thôi nhưng mà khá là đông các bạn. Hải sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho mọi người. Không biết là bên này người ta bán cái gì nhỉ? Đấy, ở trên vùng cao thì rất là nhiều mặt hàng. Đây, khu vực này người ta bán gì đây? Ngay đầu bên này này. Chúng ta vẫn chưa vào trong chợ nhé các bạn nhé. Ô, quả dưa. Đây là quả dưa các bạn. Đấy. Cái dưa màu này nó khác cái màu kia nhé các bạn nhé. Hai dưa loại dưa khác nhau đấy, chắc là giống khác nhau các bạn. À, bác này có con sâu này các bạn này. Đây, cái này gọi là độc lạ này các bạn này. Đấy. Ở đây có con sâu. Để người ta buôn bán cả tóc kìa. Cái tóc kia là tóc sâu không nhỉ? Đây thì chắc là 3 cân. Cái đấy là thuốc à? Đấy, chợ sắp đến rằm rồi các bạn, khá là đông. Và đến mùa học sinh đi chuẩn bị đi khai giảng nữa. Nên người ta đi sắm, đi quần mua quần áo rồi đi sắm đồ rất là đông các bạn. Đấy, chúng ta sẽ lần lượt đi trải nghiệm nhé. Đấy, mời các bạn đi cùng với Hải. Cái này là không phải tóc, không phải tóc thường đâu bác nhỉ? Tóc sâu à? Vâng. Chứ tóc bình thường là không ai bán kiểu này. Không biết tóc gì. Chắc là nó phải đặc biệt lắm ấy các bạn. Tóc nó nhẹ mà. Tóc nó nhẹ thôi, chứ vâng. Bác bé khô thôi. Cái này chỉ có mang vào cân điện tử ấy. Cái cân này thì không biết là con được không? Ở đây này các bạn này, ở đây thì bác có một số loại con sâu. Đấy, con này là người ta bán cho Trung Quốc nhé các bạn nhé. Đấy. Con sâu ở trên rừng đấy các bạn. Cái loại này là loại nhỏ này. Đấy. Cái này hai con này giống nhau nhưng mà con này là loại nhỏ. Con này thuộc giống loại to này các bạn này. Đấy. Rất là đặc biệt ở trên vùng cao các bạn.
Và bây giờ thì mời các bạn đi chợ chơi nhé. Cô này bán gì đấy, nho à? Cái này là thuộc nho rừng hả cô? Nho rừng à? Nho rừng hay nho nhà? Đây xem. Cô ấy không nói được tiếng phổ thông nên khó giao dịch. Đây là chắc là nho rừng nhỉ? Ở trên đồi ấy. Ồ, nho rừng các bạn, hay nhờ, quả hay nhờ, như kiểu nho nhà ấy. Nó thành chùm luôn này. Đây này các bạn nhìn này. Đấy. Thì chứng tỏ là đi ở trên chợ phiên đợt trước là mình quay là nho loại khác. Đấy. Cái nho này là nho loại chùm nhé các bạn nhé. Cái này có bao nhiêu tiền một cân ạ? 20 à? 30? 30 à? Cái này là nho rừng nhỉ chú bác nhỉ? Ồ hay nhỉ. Đây nho rừng này. Đấy. Quả nó chín rồi nhé các bạn nhé. Đây. Nhưng mà nó cứng lắm các bạn. Đây nó khá là cứng. Cái này chúng để ngâm rượu đấy bác nhỉ? Đấy, để ngâm rượu này. Đấy. Đấy. Quay chậm chậm cho các bạn xem. Đấy, bác ơi có cả một sọt kia kìa. Đấy, cả một cái gùi. Cái kia là gọi là gùi nhựa đấy. Rất là nhiều các bạn. Người ta bắt ở trên rừng. Cái này là chắc là không phải chỗ nào cũng có đâu. Chắc là có chỗ có chỗ không đấy các bạn. Đây. Đấy. Đấy, các bạn mua loại này thì alo cho Hải nhá. Số điện thoại của Hải Zalo ghi ở trên màn hình đấy các bạn. Đấy. Các bạn đặt hàng thì cứ alo Hải, Hải sẽ báo giá cho các bạn. Đấy. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, chủ yếu là để ngâm rượu nhá. Bây giờ thì ăn rất là chua các bạn. Đấy, người ta ngâm rượu và cái màu này phai ra rượu thì chắc cũng rất là đỏ các bạn. Nhìn màu nó đẹp ấy. Đấy, quả nó rất là cứng. Đấy, bác có cả một cái sọt này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ đi lần lượt các bạn, chợ phiên thì rất là nhiều. Đây. Chợ phiên thì trên này này, đây, mình thấy là bên này là người ta bán cái quả đặc biệt nữa. Đó là cái quả chùm chùm bên kia kìa. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, cái chùm đấy là hình như là chùm nó thuộc dòng giống như quả quất hồng mì ấy, nhưng mà nó không phải. Người ta gọi nó là quả móc mật. Ồ, anh chào em nhá. Anh xem quả này tí nhá. Ô, cái quả này mùa này vẫn còn nhỉ. Ồ, hôm nọ quả này là gọi là quả móc mật nhỉ. Đây này. Đấy. Cái quả này chuyên gia để ngâm ớt là chuẩn này các bạn này. Ôi, nó rụng rồi. Chắc nó chín quá. À, đi mua à? À, mua quả này gì? Mua đi. Đây này quả đây. Mình sẽ lấy một chùm nữa cho bạn xem. Đây này. Đấy. 10.000 hay 5.000 ạ? 10.000 nhỉ. Cái này để ngâm ớt hay làm gì nữa? Ngoài ngâm ớt thì có làm gì nữa không ạ? Ăn được. Ăn á? Nhưng mà ăn là chua lắm. Mình đấy. Mình nhắc đi, quả này là mình đã bắt đầu là cái tuyến vị giác nó đã bắt đầu chảy ra rồi các bạn. Đây này. Bằng này là 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 chùm các bạn. Đấy. Bán hết chỗ này là được 150. Cái này là chuyên để ngâm ớt nhé các bạn nhé. Đây. Nếu mà các bạn mua thì cứ alo cho Hải. Hải sẽ cho vào lọ và cho muối vào luôn và vận chuyển luôn các bạn. Đấy. Thì nó sẽ không bị thối. Còn nếu mà mua mà chuyển mà không cho muối vào thì Hải nghĩ là sẽ để rong nó sẽ bỡ ủng. Đấy. Rồi ok, cảm ơn em nhá. Anh đi chợ chơi tí. Đây. Lại gặp nhau. Bác chuyên mà. Đây này các bạn này. Nhiều lắm. Đây là bánh này các bạn này. Người ta bày những cái quả thảo quả tươi này. Thảo quả tươi thì quay chia sẻ cho mọi người rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở đây là có cái gì đấy? Cái này là thuốc hay là cây gì cơ bác? Thuốc à? Ờ lạ nhỉ, em xem một tí nhá. Thuốc này. Cái bông này hay nhỉ, đây này à. Cây thuốc các bạn. Người ta đánh cả bầu nhá các bạn nhá. Không biết là các bạn ở miền xuôi các bạn biết cây thuốc này là cây thuốc gì không? Cái này cây này chữa bệnh gì cô ạ? Đau bụng à hay? Hả? À thuốc cây bổ máu á? Nó không phải giống cái loại cây khúc nhỉ? Cái này khác nhỉ? Người ta bảo có khúc bổ máu, dây bổ máu thì có cái này này.
Ở đây này, có cây giống này. Chị bảo là cây này đắt các bạn. Ví dụ một cây này bao nhiêu tiền à? 100 à? À, đắt hơn khúc bổ máu nhỉ? Đắt hơn cả dây bổ máu. Chắc là hiệu quả hơn chứ nhỉ? À. Như cây này là to hết chưa anh? Nó to hết cỡ chưa? Nó chỉ to này đã. Thế mình làm gì để uống, để phơi uống à? Ngâm rượu, ngâm cả cây à? À, ví dụ cây đây mình chặt đến đây xong mình từng đốt mình ngâm được gì? À, hoặc là có mình dài thì ngâm cả cây nhỉ? Ồ, hay nhỉ? À, một cây này ngâm được lít rượu không? 2 lít không? À, cây này nó có hoa nhé các bạn nhé. Chứng tỏ là nó chỉ cao như thế này thôi. Và cái này để gọi là cây bổ máu. Thấy chị bảo là cây bổ máu là chữa để nói chung là để ngâm rượu. Đấy, dùng để ngâm rượu. Ôi, hôm nay nhiều quất hồng bì thế ạ. Đây này. À, quả móc mật. Đây. Chị này mới gùi ra một gùi quả móc mật này các bạn này. Đấy. Rất là nhiều và có 10.000 một chùm nữa các bạn. Chúng ta đang quan tâm đến loại thuốc này cơ các bạn. Đây. Cây này gọi là cây bổ máu. À, giờ mình mới biết các bạn. Dùng để ngâm rượu. Và cây của nó to nhất là nó chỉ như thế này thôi các bạn. Bánh này. Ở trên này rất là phong phú nha các bạn nhé. Người ta bán rất là nhiều. Ồ. Cái này là bánh ngô hả bà? Bánh ngô hả cô? Bánh ngô à? À, bánh ngô à. Bánh ngô người ta làm từ ngô lễ, ngô tẻ. Ngô bên trong có màu vàng ấy nhỉ. Hình như 5.000 một cái nhỉ. Đấy, cô bán đây 5.000 một cái các bạn. À, tí nữa chợ mới đông các bạn. Đây này, khu vực này vừa nãy ít người nhưng mà bây giờ thì cực kỳ là đông các bạn. À, bên này là người ta vẫn đang trao đổi giao dịch các mặt hàng đồ thổ cẩm nhé các bạn nhé. À, đây bà đang bán này. Hình như mình thấy là bà đang xách cái túi bóng này. Đấy. Ở trong này là có đồ thêu nhé các bạn nhé. Đấy, bàn kia cũng xách một túi kìa. Ở đây là người ta ở nhà tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi người ta thêu và sau đó thì mang đi bán. Cái này của bạn bán chưa ạ? Bây giờ mang đi bán à? À. Thế nếu mà thêu hết cả cái chỗ này khoảng mấy tháng không? À, bán hộ à? Thế mình có biết thêu không ạ? À? Chắc có chứ nhỉ? À, đấy, đồ thêu, đồ thổ cẩm các bạn. Hôm nay thì bạn ấy đi bán hộ thôi. Còn nói chung là hầu như là các... nói chung là những em gái từ... có khoảng từ lớp 5, lớp 6 trở lên là đã biết thêu rồi các bạn. Còn những cái bạn này thì... lớn hơn thì chắc chắn là biết thêu rồi. Vì ở trên này là người ta có truyền thống, có phong tục. Nên là người ta thêu, người ta học thêu từ nhỏ các bạn. Chợ rất là đông nha các bạn nhé. Đấy, các bạn quan tâm đến chợ vùng cao thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Hải nhé. Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người. Vậy. Kênh của Hải chủ yếu là kênh chợ phiên. Quay về các chợ phiên ở trên vùng cao. Người ta giao dịch nhiều lắm các bạn. Ở đây này các bạn này, ở đây là người ta, đây này. Đấy, người ta cũng giao dịch rất là nhiều. Bên này này các bạn này, cực kỳ là nhiều nhé. À, những cái này thì người ta cho vào váy này, rồi túi này, nói chung là có rất là nhiều nhiều chỗ ở trên quần áo mà người ta
lắp ráp vào để cho làm cho bộ váy nó đẹp hơn, sinh động hơn. À, ở đây này, à mình nhớ rồi, còn những cái tấm vuông này là cho vào túi à cô? À cho vào túi nhỉ, đây này, đấy thêu rất là đẹp nhé. Hôm nào mình xem một cái túi thổ cẩm có hình vuông vuông này và có hình như này mình nhớ ngay các bạn. Đấy, tí nữa các bạn là nếu mà xem video kỹ, tí nữa Hải sẽ dẫn mọi người đi xem cái túi đấy và có hình y xì như này các bạn. Buổi sáng chợ rất là đông các bạn. Có lẽ là chúng ta sẽ rời khỏi khu vực đầu cổng này. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào bên trong một tí nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải nhé. Đây quần áo này. Người ta đang mới buổi sáng sớm thôi mà người ta mua rất là nhiều. Nhưng mà trong đầu Hải nghĩ bây giờ là đông nhất đó là khu vực ẩm thực, khu vực ăn uống các bạn. Thì là chúng ta sẽ đi vào trong đấy để quay lần lượt. Bởi vì là buổi sáng là mọi người tranh thủ đến chợ đấy, ăn sáng xong đi mua đồ các bạn. Đây là có cái gì đây các bạn? À, bác này có con gà đi bán ấy, gà cắp lách, người ta gọi là gà cắp lách các bạn. Thường thường là đây này, các cháu nhỏ được bố mẹ ông bà đưa đi chơi chợ phiên, đi sắm đồ các bạn, đi mua đồ và chuẩn bị đi học hoặc là đi đến trường đấy các bạn, gọi là đi đến trường. Khu vực người ta bán đồ này, rất là nhiều. Hôm nay Hải đến đây khá là sớm nhá, nhưng mà trên đường đi thì gặp mưa, may quá không gọi mưa nhỏ, không đến nỗi mà mưa ướt hết quần áo các bạn. Trên này là cũng mùa nhãn này, chuối này. Đấy, những hoa quả thì các nơi hầu như là nó giống nhau các bạn, chỉ có một số các cái đặc sản thì nó khác một tí thôi. Ví dụ ở trên Bắc Hà thì có lê tai lung nổi tiếng các bạn. Còn các nơi khác thì không có. Đấy, mỗi một nơi thì nó có một cái đặc điểm riêng. Đấy, sản vật riêng, nổi tiếng khác nhau. Đấy, chúng ta đang đứng trước cổng chợ rồi nhé các bạn nhé. Đấy, chợ Xin Chén. Chợ này là chợ xã nhé các bạn nhé, chứ không phải là chợ huyện. Đấy, chợ huyện thì hôm nào Hải sẽ dẫn mọi người đi sau. Còn hôm nay thì chúng ta đi chợ xã. Đấy, chợ xã Xin Chén. Chợ này là chợ giữa tuần, diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần các bạn. Ngay khu vực đầu cổng thì người ta bán rất là nhiều, đặc biệt là đồ ăn sáng các bạn. Đồ ăn nhanh, ví dụ như là xôi này, rồi bánh rán này, đấy, rồi xúc xích này, bánh mì pate này, rất là nhiều. Đây này các bạn này. Đây. Đấy, khu vực ngay khu vực này người ta bán rất là nhiều xôi. Bánh bao nóng nào, bánh bao nóng đây. Đấy, xôi ở đây thì xôi màu nhá. Đấy, có 5-6 màu, 7 màu, rất là nhiều. Đấy, bên trong này là khu vực hàng bánh rán các bạn. Đấy, bánh rán các bạn nhìn thấy màu đỏ không? Đây là màu gấc nhé các bạn nhé. Người ta làm màu từ quả gấc ấy. Đấy. Rất là đông, rất là nhiều quán các bạn. Đấy. Đấy, hầu như là ai đến chợ phiên là cũng phải đi tìm một cái món gì đó để ăn nhá. Để ăn vặt, để xem trải nghiệm xem có ngon không. Đấy.
Và tí nữa rất là đông các bạn, tí nữa thì mọi người đến rất là đông. Sắp đến rằm này các bạn. Và học sinh đi sắm cũng rất là nhiều. Chúng ta sẽ tạm biệt khu vực này một tí nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta đến một cái địa điểm cũng khá là quan trọng. Đó là khu vực người ta bán động vật, những con gia cầm, con gà, con vịt, rồi những con chó, con lợn. Đấy, đây là một trong những đặc điểm ở trên vùng cao khá là nổi tiếng và rất là đặc sắc và mang một cái nét riêng các bạn. Đấy, chúng ta đang đứng ở ngoài đường thôi. Bà con đang đi chợ này. Còn một số thì bày bán các mặt hàng. Đấy. Đấy, chổi các bạn. Đây là chổi này. Cái chổi này nó không giống như là chổi miền xuôi. Miền xuôi thì chổi chít. Nhưng mà chổi ở trên này thì nó đặc biệt hơn một tí. Ở trên này cũng có bán chổi chít nhưng mà với cái số lượng ít các bạn. Những đa số thì cái chổi như kiểu ông đang cầm này. Đấy, cái chổi này người ta làm từ cây... cây núi mì, nhưng mà cái bông này chuyên để làm chổi chứ bông này là không dùng để lấy hạt để ăn nhé các bạn nhé. Người ta để chuyên để lấy bông để làm nên cái chổi này. Và cái chổi này nó có giá trị là từ 50.000 đến 60.000, nó tùy vào size, size to size nhỏ các bạn. Đây này. Đấy, người ta bán rất là nhiều. Hình như là có mấy người bán này, mỗi người một đống các bạn. Đấy, ví dụ chị kia một đống này. Đấy, bác này một đống này. Đấy. Chị bạn này một đống này. Đấy, mỗi người một đống. Cái chổi này nó cũng gọn nên bày bán một diện tích nhỏ là rất là nhiều người bán được. Đấy, chổi rất là đẹp nhé. Hải quay kỹ cho mọi người xem một tí này các bạn này. Đây. Đấy, các bạn thấy cán chổi đẹp chưa? Đấy, người ta tệ bện, người ta đan rất là đẹp. Đây, cái bông của nó này các bạn này. Đấy, cái bông này chuyên để làm chổi nhá. Đấy, chứ không là để lấy hạt để ăn. Đấy. Và giá trị của cái này chắc là 50.000. 50 à bà ơi, 50 à? 50 à bác? À, đợi tí. Thì... các bác ấy đang nói tiếng Mông mình không hiểu. Cái này là cái cũng gọi là to to đấy, cái dày đấy các bạn. Như cái bên này là mỏng hơn này. Đấy, những cái này 30-40 nghìn này. Đấy. Nhưng mà cái bên này là to, dày thì nó rơi vào 50.000 đến 60.000. Hôm nọ mình có mua một cái là 60.000, khá là dày. Đây là một trong những nét khác biệt so với miền xuôi một tí. Nếu mà các bạn nào mua chổi thì cứ inbox Hải nhá. Số điện thoại của Hải ghi ở trên màn hình đấy. Hải có Zalo đấy. Số đấy là liên lạc với Zalo hoặc là gọi trực tiếp được. Số đấy là số chính chủ và Hải dùng cách đây khoảng 6-7 năm, chục năm rồi các bạn. Không bao giờ thay đổi. Bởi vì Hải đã đăng ký chính chủ rồi. Ví dụ sau này mà có mất sim thì vẫn làm lại được các bạn. Bác này không biết là bác mua buôn hay sao, bác lấy rất là nhiều. Đấy, khu vực bán chổi nha các bạn nhé. Khu vực bên kia thì mấy cái quán cắt tóc di động. Đấy, cắt tóc nhanh các bạn. Đấy, chúng ta không phải vào tiệm mà cứ ra đây cắt vèo vèo xong. Đấy. Và mỗi một đầu thường thường là rơi vào tầm 30.000 các bạn. Đấy. Chị em chắc là 25.000, người lớn 30.000. Đấy. Ở đây thì là người ta bán những cái gùi này. Đấy. Cái gùi cái đây là cái gùi nhựa này. Đấy. Cái gùi kia là gùi gỗ. Đấy. Người ta có thể là cho lên lưng để đi lấy cỏ rồi đi đeo đồ. Đấy, cái này thì nó tiện hơn, cái này nó có cái như kiểu cái sọt ấy. Đấy, người ta để đồ nó sẽ không bị rơi. Còn cái kia thường thường là người ta hay đi gùi củi, gùi cỏ, gùi ngô. Đấy, mỗi cái thì nó có một cái ưu điểm nó khác nhau một tí các bạn. Chợ phiên rất là đông nhé các bạn nhé. Đây này, như đại gia đình này 4 người, đấy, hai vợ chồng rồi dẫn hai cháu nhỏ đi sắm đồ hoặc là đi chợ chơi các bạn. Đấy, phiên chợ vùng cao rất là đặc sắc, nổi bật. Và bây giờ thì xin mời các bạn đi xuống chợ gia súc. Đấy, một trong những địa điểm nó khác với miền xuôi một tí. Chợ ngày hôm nay thì
Ở đây thì có cả chợ trâu nhá các bạn nhá. Chợ trâu này, chợ chim này. Đấy. Chim ở đây thì đa số là người ta tản chim mi thôi. Đấy. Đây là gà một con. Đấy. Gà một con người ta gọi là gà gà cắp lách để mang đi chợ. Đấy. Ôi trâu này các bạn ơi. Đấy. Một con trâu to. Con trâu này là người ta dắt ra cái khu vực để bán nhá. Đấy. Chợ trâu thì có khu vực riêng các bạn. Gà đen, gà chân đen các bạn, đây, đen từ lông đến chân luôn. Đây, hình như anh này cũng có một con gà ở trong cái túi này. Em ơi, có tiền đâu đổi chi đâu? Nhục thật đấy, mua gà thật tiền mua ạ. Đây này, bác này cũng ôm một, đây gọi là gà ôm. Gà ôm hay gà cắm lách anh? Nó biết là gà gì? Gà, biết là gà trắng à, ô, không, đang bảo gà ôm hay là gà cắm lách. Đây gà ôm nhỉ? Ôm tay là gà ôm. Ví dụ bao tiền một cân anh? 140 gà trắng. Yeah. Người ta hay trêu gọi là gà cắm lách các bạn. Ở khu vực này người ta cũng bán này. Cái này là mấy bạn kia là bán gà trọi nhỉ? Cái này gà trọi nhỉ anh bạn nhỉ? Gà trọi nhỉ? Bao tiền con, bán cân hay bán con? Bao tiền con đấy? 500.000. Đấy, hai con gà, một ở đây, một con gà trọi, hai con, ba con. Đấy, thường thường là gà trống hết nhé các bạn nhé. Gà trọi thì thường thường người ta bán theo cân, à theo con bởi vì là không thịt, người ta để chơi ấy. Còn gà những cái gà các cô mà đang cầm ở lách kìa. Đấy, gà cắp lách kìa các bạn. Người ta bán theo cân. Có khi là ai trả tầm tù mù thì là người ta có thể là thấy được thì người ta bán luôn các bạn. Chỗ khu vực này khá là chật bởi vì là hôm qua là mưa ấy, hôm nay ướt nên đi lại nó hơi khó khăn. Rồi, các bạn đợi tí nhá để cho xe này đi qua. Hải sẽ đi vào trong khu vực người ta bán lợn để quay chia sẻ cho mọi người. Đấy, ở đây có cái xe vướng các bạn. Xe này biển 30 này, biển Hà Nội à. Đấy. À đây Hải phát hiện này, cô bán mấy con chó con này các bạn này. Đấy. Chó trắng, à con này cọc đuôi này, cái hay này các bạn này. Một con chó trắng cọc đuôi, con kia thì không biết cọc hay không. Để mình xem tí, cho xem tí nhá. Đây. Con này chắc là đắt nhất đấy nhỉ. Con này cọc đuôi bao nhiêu tiền? Hả? 1 triệu à? Con kia cũng cọc đuôi, cọc thỏ à. Cũng 1 triệu à? Hai con trắng, con kia thì khỏe khoắn hơn. Đấy, màu trắng. Chó đây là thường thường là chó bình dân à. Nhưng mà con nào mà đặc biệt là cọc đuôi, cọc đuôi chuẩn đấy nhá, ý nói mình nói là cọc đuôi chuẩn chứ không phải là người ta cắt đi nhá. Đấy, người ta cắt thì nó không tính, nhưng mà nếu mà cọc đuôi chuẩn, hàng chuẩn thì nó sẽ đắt hơn so với chó dài đuôi. Thường thường là người ta ở trên này người ta hay chuộng là chó cọc đấy, người ta gọi là mông cọc, xù đen xù đỏ. Nhưng mà cái dòng đấy là dòng thịt, cái thịt của nó hồng ấy. Mà chó này là chó bình dân, nhưng mà chó bình dân nếu mà nó cọc thì nó sẽ đắt hơn so với dòng chó đuôi dài, so với dòng đuôi dài nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ như con này cọc, hai con cọc kia mỗi 1 triệu một con, nhưng mà con dài kia, con dài đuôi kia chắc là chỉ mấy trăm, con đen mấy trăm thôi. Với con đen này khoảng mấy trăm cô? Con đen này 300 đấy nhỉ. Yeah. Cọc đuôi nó đắt hơn nhỉ. Cọc đuôi nó sẽ đắt hơn so với chó dài đuôi. Nếu mà cùng hàng các bạn, có nghĩa là cùng hàng chó bình thường ấy, thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, rất là đông nha các bạn nhé. Buổi sáng ngày hôm nay rất là đông. Tí nữa Hải sẽ đưa mọi người vào cái chỗ đông hơn nữa. Đấy, cái khu vực khá là đặc biệt. Đấy, Hải dành cuối video Hải sẽ đi chia sẻ cho mọi người. Ngay khu vực này người ta đi chợ khá là đông. Đấy, và đặc biệt đây là khu vực chợ lợn nha các bạn nhé. Chợ người ta bán những con lợn đen, lợn giống, lợn thịt. Nói chung là lợn bản, và đa số là đến 99% là dòng lợn đen. Đấy.
và giá hơi của những con lợn giống thì là bình quân nó rơi vào 100 các bạn, 100 nghìn một cân. Còn lợn thịt thì 60 hoặc là trên 60 một tí. Đây lợn đen này các bạn này. Và người ta cho vào những cái bao. Đấy. Và sau đó là người ta phải đục một cái lỗ ra để cho con lợn nó có không khí, oxy để nó thở các bạn. Đấy, lợn này. Đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Người ta phải đục vào những cái bao này. Đấy. Người ta đang xem con kia. Ồ đây có con lợn to này các bạn này. Con này lợn thịt to. Không biết là lợn của ai nhưng mà nó rất là to. Con này phải chắc phải 60 cân đấy nhỉ. To các bạn. À kia có mấy con lợn trắng khoang nhỉ. Đây này các bạn này. Những con lợn nhỏ, rất là nhỏ này các bạn này. Đây. Đấy, lợn này quay thì tuyệt vời. Nhưng mà tầm này bé quá nhỉ. Đấy, nhưng mà nó rất là chắc các bạn. Lợn này là không phải lợn căm lanh nhá. Đấy. Đấy, người ta gọi là lợn sữa thôi. Còn nếu mà chuẩn lợn căm lách thì những con lợn gọi là lợn căm lách thì con thứ nhất là con lợn phải nhỏ là một. Thứ hai là cái thời gian chăm sóc của nó phải lâu. Có nghĩa là 6-7 tháng hoặc là 1 năm. Một năm nuôi nó chỉ được 5-6 cân ấy. Đấy. Hoặc là to hơn một tí nữa thôi thì mới gọi là lợn căm lách, lợn ngon. Còn những lợn này gọi là lợn con, lợn giống thôi. Đấy, chứ không phải là lợn chuẩn, lợn căm lách. Đấy. Hai cái đấy nó khác hẳn nhau các bạn. Đây này, đây. Đây. Chúng ta sẽ đi xuống khu vực này một tí các bạn. Đấy. Những cái con này thì không biết nó được yến không nhỉ? Đây này. Đấy. Người ta đang xem. Như con này là tầm 7 cân không nhỉ? 7 cân một con không cô? Bình quân đấy. Thế bao nhiêu tiền một con ạ? Bình quân ấy. Ví dụ con này đi, con này cụ thể là con này đi. 9 cân. Nó đang ăn cám kìa các bạn ơi. Đấy, người ta là xem cho ăn cám xem con nào ăn ác là người ta mua. Người ta ưng, thứ nhất là người ta ưng ngoại hình xong. Đấy, sau đó là người ta sẽ thử cho nó ăn và thấy nó nhanh nhẹn người ta sẽ mua. Ôi. Lợn tính trên đầu con này. À đây. Đây chị thì nhiều lợn rồi. Đôi 4 6 8 9 con. Đấy, mọi người buổi sáng mọi người đi xem cũng khá là nhiều các bạn. Đi xem lợn, đi xem để mua. Đấy, lợn đen nhé các bạn nhé. Lợn giống ấy, cái này mua về để nuôi. Đấy, tầm 8-9 cân. Ở đây thì đa số là người ta mua vò nha các bạn nhé. Đấy, chứ không mua theo cân. Người ta cứ đoán là nhìn con là ví dụ con này khoảng 8-900 hoặc là 1 triệu thì nếu mà cảm giác là ưng được là người ta sẽ mua các bạn. Con lợn này nó nhìn mình này các bạn này. Ở đấy là khu vực chợ gia súc các bạn. Đấy, chợ gia súc gia cầm ở trên vùng cao. Gia cầm thì có gà, vịt, ngan. Đấy, gà đen. Còn chợ chó. Đấy, chó trên đây đa số là chó thường nhé. Trừ bác Hà. Bác Hà thì nhiều con dòng chó chuẩn. Đấy, chó rất là được nhiều người ưa chuộng.
Đấy, bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người đi một cái nơi rất là đặc biệt ở trong chợ mà hầu như là ai vào chợ thì cũng phải ngó qua, đó là địa điểm nào. Thì bây giờ thì xin mời các bạn đi cùng với Hải để khám phá nha các bạn nhé. Đây là khu vực bà con buôn bán những cái dụng cụ để sản xuất. Đây. Đấy, máy tách hạt ngô, rồi máy thái cỏ, máy tút lúa. Đấy. Rồi đây là những cái máy thái cỏ này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, ở trên vùng. Đây là những cái máy mà người ta sử dụng cá nhân ở gia đình nhé. Đây, nó cũng rất nhỏ thôi các bạn. Đây này. Đấy, cho vào rồi cho vào đầu này. Đấy, ra đầu này. Đấy. Còn máy kiểu máy xay xay bột. Đây. Đấy. Đấy. Rất là nhiều các bạn. Còn đây là những cái chảo. Chảo này chảo gang hay chảo nhôm đấy. Xem nào. Ôi cái này chảo nhôm sao nhẹ thế nhỉ. Cái này không phải nhôm, không biết là gang hay nhôm. Gang thì phải nặng nhỉ. Cái này là chảo gang hay chảo nhôm không? Chảo nó làm bằng gang hay bằng nhôm ạ? Chủ vâng. Đây. Mình thấy nó nhẹ lắm, gang. Chắc là chảo chảo nhôm các bạn. Thấy nó nhẹ. Đấy, khu vực người ta bán cây giống. À, khu vực người ta bán hạt giống. Đấy, hạt đỗ, rồi hạt thóc, hạt ngô. Đấy, ủng này. Ủng cấy dày. Đấy, bên này người ta bán bao. Bao để đựng ngô, đựng thóc các bạn. Nói chung là hầu như những cái đồ này thì chợ nào cũng có. Người ta cũng bán các bạn. Đấy, những hạt giống, hạt đỗ, hạt rau cải đây này, người ta bán rất là nhiều. Thôi, bây giờ thì mình mời các bạn đi theo mình một cái nơi mà khá là quan trọng. Mà hầu như ai đến chợ cũng phải đến nhé các bạn nhé. Đó là nơi nào thì xin mời các bạn. Đó là nơi nào thì xin mời các bạn đi khám phá cùng mình. Đấy, khu vực người ta đồ uống các bạn. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì mưa. Hôm nay chợ gia súc đây các bạn. Chợ gia súc hôm nay có nhiều không nhỉ? Có một con trâu, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con. Có khoảng 8 con đấy. Thì tí nữa Hải sẽ xuống đấy quay cho các bạn xem. Nhưng mà trước khi đi vào cái khu vực chính thì cho các bạn ngắm nghía một tí đã. Đây đấy, chợ vùng cao nhé. Và đặc biệt hôm nay là chợ Xin Chén các bạn. Chợ này khá là đặc sắc, rất là nổi bật. Nổi bật ở chỗ nào thì mọi người cũng đang thắc mắc ở câu đấy. Thì xin mời các bạn đi cùng với Hải. Ở bên trong này khá là đông các bạn, cực kỳ là đông. Nổi bật nhất là ở khu vực ở đằng kia, đó là khu vực ẩm thực các bạn. Đấy, ẩm thực ở đây có món gì thì Hải sẽ kể sơ qua cho mọi người xem. Ẩm thực ở đây thì có thắng, không có thắng cố ngựa, nhưng mà có phở này, phở đỏ nhá, phở người Mông này. Thứ hai là có mèn mén này, óc đậu này. Đấy. Có lòng lợn này. Đây này. Ôi, khu vực này đông chưa các bạn ơi. Đây. Khu vực này là khu vực rượu ngô nhé các bạn nhé. Đây, người ta đang trao đổi giao dịch rượu ngô. Anh chà, cô cũng thử rượu à, máu nhè đây. Đấy. Ở đây thì chúng ta có quyền thử rượu, nếu mà quán nào ngon hơn thì chúng ta mua nhé bạn. Đấy.
Mình thấy là bạn kia xách một cái can rất là to các bạn. Không biết là mua hay là bán đây. Đợi tí, đây, chúng ta sẽ theo dõi vụ này nhé các bạn nhé. Ui, em mua rượu à? Giờ mới hút đúng không? Đây. Đây này các bạn này. Đấy, người ta dùng cái tiêu người ta hút ra. Rượu ngô nhỉ cô nhỉ? 20.000 một lít à? Hình như mình vẫn không bình thường mà. Em vừa thử rượu rồi à? Ngon không? Ngon chứ. Biết uống rượu à? Ôi, bạn ấy biết uống rượu nhỉ, biết thử rượu ấy. Mua về ăn dằm mà em. Để chuẩn bị cho dằm ấy. To nhỉ. Mua can này là can 20 lít nhé các bạn nhé. Này. Mua hết luôn hả cô? Đấy. Nhiều nhỉ. 22 là 4 nhỉ. 400. Đấy, bạn ấy mua hẳn một cái can to. Đấy, chắc là nhà có việc các bạn. Nên bạn ấy hay mua. Nhưng mà kể cả là không có việc đi, mình thấy ở trên vùng cao là hầu như là nhà nào, trong nhà nào cũng có rượu các bạn. Đấy. Bây giờ nó không như ngày xưa nữa. Người ta không uống nhiều như thế, nhưng mà hầu như là ở trong nhà nào cũng có rượu để người ta đãi khách. Lúc nào mà có khách đến ấy các bạn, người ta sẽ có thể là mời ăn cơm, ở lại uống rượu. Đấy. Trên này thì bà con rất là nhiệt tình, hiếu khách. Đấy. Rất là nhiều nha các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang xuống khu vực dưới này các bạn. Đấy, ngoài tiêu ra thì người ta có thể là dùng cái phễu để rót vào này các bạn này. Đấy. Can kia là can 10 lít đấy. À kia giờ mới rót. Kia nó đáy kìa. Đấy các bạn nhìn nó đáy kìa. Lên. Hôm nay nhiều rượu nhỉ? Hôm nay nhiều người bán nhỉ bác nhỉ? Mà hôm thì ít mà hôm nay thì nhiều thật. Chắc là sắp đến rằm rồi bác nhỉ? Sắp đến rằm này người ta chuẩn bị rượu. Đấy. Bên kia thì người ta cũng đang thử rượu để mua. Đấy, xem có ngon hay không người ta mua các bạn. Đây chúng ta sẽ vào đây một tí này các bạn này. Đấy. Đấy, bà con ngồi bán rượu đông rất là nhiều các bạn. Hôm nay thì Hải thấy là người ta bán rất là nhiều nhá, nhiều hơn so với mọi hôm các bạn. Bởi vì là sắp đến rằm là một này. Đấy. À, trên này một cái rằm tháng 7 là nó cũng lớn như kiểu Tết của người Kinh ấy các bạn. Đấy, rằm của người rằm tháng 7 của người Mông này. Mình thì không quay về ẩm thực nên mình chỉ quay ở chợ nên mình cũng chưa chứng kiến được cái cảnh Tết ở trên người Mông như thế nào, nhưng mà mình thấy là một số các bác ở trên đây kể và thấy là nó cũng tương đương như một cái Tết của người Kinh các bạn. Đấy. Rất là to, người ta ngày xưa người ta có thể là mỗi nhà người ta mổ lợn. Đấy, người ta mổ lợn rồi đụng cùng chung đụng. Đấy. Nếu mà nhà nào có điều kiện thì là người ta sẽ mổ nguyên một con lợn người ta ăn trong cái rằm. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng tiên tiến đi một tí thôi. Người ta cũng có thể là mổ lợn, nhưng mà người ta sẽ chia nhau ra. Đấy. Người ta sẽ gọi anh em, hàng xóm, bạn bè để có thể là đụng chung một con lợn. Rồi, ok các bạn nhé. Khu vực này thì người ta bán rất là nhiều này các bạn này. Chuối, đấy. Quả dưa vùng cao các bạn. Đấy, khu vực này người ta bán rau củ quả. Bây giờ thì Hải vẫn chưa đưa mọi người đến khu vực quan trọng nhất các bạn.
Đấy, tí nữa các bạn. Ở đây bánh bò này các bạn này. Đấy, đây là những thảo quả tươi. Cái này gọi là bánh gì bác? Bánh bò à? À, củ mài nhỉ? Củ mài mà nó phồng lên này nữa. Cái này xay ra rồi. À, xay rồi. Cái này xong mua về để rán hay làm gì ạ? À, xào à? À, à, đúng rồi, củ mài. Đấy, người ta xay ra. Xong người ta... Cái này có phải cho vào khuôn không ạ? Cái này có phải cho vào khuôn không? Không á? À, đây, mình thấy thành từng miếng này các bạn này. Ví dụ bao nhiêu tiền một miếng này ạ? À? 20.000. À, 20.000 miếng à? À. Bánh gọi là bánh củ mài nhỉ? Đấy, củ mài, đấy. Người ta xay ra, người ta làm thành thành cái miếng như này. 20.000 miếng ạ. À. Mình thì... cũng chưa ăn thử nên là cũng không biết là ngon hay không, nhưng mà chợ phiên nào thì hầu như là mình cũng thấy các bạn. Đấy. Còn đây là thảo quả tươi này các bạn này. Thảo quả tươi. Đấy, các bạn nào mua thì cứ alo Hải nhá. Đấy. Đỗ này, đỗ đũa à, đỗ béo á. Đấy. Đây thì có quả nho rừng các bạn. Đấy. Còn bên kia là măng mai. Đấy, đũa, đỗ. Và cái đặc điểm nổi bật phiên chợ ngày hôm nay thì nó sắp đến thôi. Đó là khu vực người ta bán rau củ quả và khu vực ẩm thực. Đấy, nhưng mà rau củ quả trên này thì đa số là các bạn không biết là các bạn trong quá trình xem video thì các bạn có để ý không? Hầu như là có một màu đỏ. Đấy, đỏ này. Đó là ớt các bạn. Đấy, ớt người ta bán rất là nhiều. Ở trên này người ta ăn ớt quen rồi ấy. Và trên này nó lạnh nên ăn ớt rất là hợp, nên là người ta ăn quen ngay từ nhỏ. Nên ớt là một trong những thuộc vào danh sách là cũng khá là nổi tiếng. Và đặc biệt là ớt Mường Khương nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây này các bạn này. Đấy, đây là những củ măng mai rất là to. Và bây giờ thì Hải sẽ đưa mọi người đi khám phá trải nghiệm lần lượt. Đây này, các bạn không? Những cái quả bí non các bạn này. Những quả bí non, đấy, người ta vặt đi để bán này. Cái này ạ, để xào, đấy, để xào ăn được cả vỏ các bạn. Đấy, ăn rất là ngon nhá, xào với tỏi. Đấy. Thảo quả này. Đấy, còn bên này thì su su, chuối. Nhiều lắm các bạn. Đấy. Đấy, các bà đi chợ các bà mua rồi. Đỗ này các bạn này, đỗ nhìn ngon chưa? Đỗ người ta trồng nhá, trồng ở những cái vườn ngô hoặc là bờ rào. Đấy. Đây, đỗ màu tím này các bạn này. Đấy, đỗ tím này, ớt này. Đây này, đây là bánh củ mài này các bạn này. Bánh củ mài. Đấy. Mình cứ tưởng là bánh bò nhưng mà không phải. Đây, chúng ta sẽ sang bên này một tí nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi lối bên này để xem là chợ ngày hôm nay có gì nhé. Cà pháo này các bạn này. Đấy. Cà pháo muối ăn ngon lắm các bạn. Bi chuối hạt, bi chuối. Ớt. Ôi, ớt này chắc là cay lắm bác nhỉ? Cay lắm. Ớt này ớt thóc à? Ớt thóc. Cay nhỉ, ớt thóc là cay đấy. Ớt này mà cái giống này mà được tưới phân gà vào nữa thì cực cay các bạn. Bởi vì là phân gà nó sẽ làm cho ớt nó cay thêm. Đấy. Ớt này là người ta bán là 20.000 một bát nhé các bạn nhé. Đấy, đây này, người ta bán ở một bát này. 20.000 một bát. 20.000 hả ông nhỉ? 20.000 một bát đấy. 10.000 thôi. 10.000 thế à? Ờ, hôm nay rẻ thế. À, bây giờ nó nhiều hàng hơn ạ. Cái đầu mùa 20.000 một bát nhỉ? Vâng, đấy. Cái này về mua vài bát về để ngâm măng các bạn. Đấy. Ớt thọc, ớt siêu cay các bạn. Đấy, măng.
mà người ta bán rất là nhiều các bạn. Đây này, đấy, một màu đỏ là tàn ớt đấy các bạn. À, cái khu vực mà rất là nhiều người quan tâm vào buổi sáng đi chợ đấy. Đi chợ buổi sáng là sáng đi là đói, và đói thì phải tìm đến ẩm thực các bạn. Khu vực ẩm thực đấy, người ta đi ăn rất là đông nhé các bạn nhé. Thường thường là cứ đi chợ là phải vào ăn sáng. Ăn sáng xong thì là người ta sẽ đi đi mua đồ các bạn. Đấy. Đây là những cái nồi nước luộc thịt này. Đấy. Người ta cho vào phở. Còn kia là các bạn kia là chảo ốc đậu. Đấy, một cái chảo rất là to, và mới buổi sáng này người ta đã bán, mình thấy là nó xuống khoảng 10 phân và nó hết 1/3 rồi các bạn. Đấy. Đấy, đây là lòng này, lòng lợn nhỉ. Đấy. Cái lòng này người ta sẽ luộc lên. Cái này là bác ấy vừa làm xong này. Đông nhờ các bạn nhỉ, chợ rất là đông. Và bây giờ thì mời các bạn ra khu vực ở đằng kia để xem có nhiều không nhé các bạn nhé. Đây, rau củ quả các loại. Đấy, các bạn muốn mua mặt hàng nào thì các bạn cứ alo cho Hải nhé. Đây này các bạn này. À, đây là có hai con chim gì đấy. Không biết con chim gì các bạn. Con gì đấy anh? Không biết đấy. Không biết là con, cháu biết con gì không? Không biết là ai bán nhỉ? Con gì đấy bà ơi, chim gì đấy? Con chim gì đấy? Con đốm à. Dạ? Con đốm à. Chim bầu không biết. Sáo à, sáo à? Không phải sáo à. Không phải vẹt nhỉ, con này cũng không phải vẹt. Không biết con chim gì các bạn. Bà nói tiếng Mông nhưng mà mình không hiểu. Ông biết con gì không ông? Cái là chim cái gì đó, chim đấy. Nó kêu cluck 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 này. À thế à. Con này mỏ nó to nhỉ? Cho mấy, cho bằng này thôi. À, nhưng mà cái mỏ của nó dày ý nhỉ? Cái mỏ của nó dày thôi. Chắc nó cặp đầu. Nó cặp đầu nữa. Con này bao nhiêu tiền bà? Bao nhiêu tiền một con? Bao nhiêu tiền một con? 600 à? À. 600. Con này mỏ nó rất là dày nhé. Mình sợ đó. Con này chắc đéo phải ăn mua rồi. Con mỏ là chỉ ăn mua. Ừ. Nói chung là nói chung là mỏ của nó cứng. Dạ. À, chim của cô này. Không dịch được, không hiểu. Nó bảo là nó không biết là ở đâu. Nó không là nó bảo cho nó không biết. Hai con to ạ. Mình thấy bác kia và chia sẻ con này kêu cu-ru, cu-ru, cu-ru. Không biết có phải như vậy không. Cu-ru, 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 cu-ru. Cu-ru, cu-ru. Đấy. Thôi, nói chung là hai con này thì theo như chủ nhân thì cũng chim bầu các bạn. Đấy. Không biết là ai bắt cho bác ấy mang đi bán. Đấy, khu vực làm lòng. À, cô ấy đang nhồi lòng rồi các bạn. Đây này, ở đây thì Hải thấy là có một cái đĩa lòng non này. Đấy, đấy cô ấy đang chuẩn bị nhồi một cái chảo, một cái chậu rất là to. Đây là chậu nhân nhé các bạn nhé. Và tí nữa thì người ta sẽ nhồi vào bên trong. Quán bán đông lắm các bạn, vì bán chạy ấy. Khu vực ẩm thực ở chợ Phiên. Đấy, các bạn có dịp lên vùng cao thì các bạn nhớ vào chợ Xín Chén nha. Đấy, chợ này khá là xa đấy, và cũng có một số du lịch người ta đến đây, nhưng mà mình nghĩ là xa quá nhiều người cũng ngại. Đấy, đường đi thì nó cũng bình thường thôi, không đến nỗi khó khăn lắm. Đi xe máy ô tô vào đến tận chợ được nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ đợi một tí xem bác ấy nhồi lòng các bạn. Cái nhân này đây, bằng này nhân thì rất là nhiều lòng các bạn. Và
lòng dồi ăn rất là ngon nhé các bạn nhé. Đây thì có gia vị đấy. Đấy. Có mỡ này. À, bác đang chuẩn bị để cho vào đang là chuẩn bị khâu chuẩn bị các bạn. Đấy, cứ đến chợ phiên các bạn, rất là đông. Khu ẩm thực vùng cao. Đấy, tranh thủ bác ấy đang chuẩn bị để cho vào thì chúng ta sẽ xem khu vực bán thịt. Khu vực bán thịt khá là rộng nha các bạn nhé. Từ đầu kia kìa, đến tận đầu này và đến tận đây. Rất là rộng. Và người ta bán ở đây thì có cả thịt lợn đen và thịt lợn trắng nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đông các bạn. Chợ này ở trên này thì thảo dược nó không nhiều như ở chợ Bắc Hà, nhưng mà nhưng mà mỗi chợ thì nó có một cái nét riêng các bạn. Chợ Bắc Hà thì nói chung là nó tổng hợp hết. Đấy, có cả cây cảnh, rồi có cả trâu, rồi chó, lợn, gà, có cả thảo dược đấy. Thịt lợn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mời các bạn lên khu vực trên này nhé để chia sẻ cho mọi người. Đấy, và mọi người đi ăn sáng rất là nhiều các bạn. Quán nào cũng đông các bạn. Đấy. Và hôm nay thì Hải thấy là những trẻ em được ông bà bố mẹ đi chơi đây. Đấy, một thành viên nhỏ các bạn, một thành viên nhỏ ở chợ phiên. Đấy, bé này là biết tự xúc ăn nhé các bạn nhé. Đấy, biết thổi luôn đấy. Đấy, rất là giỏi các bạn. Gà này chắc là tầm 1 cân nhỉ, cân 2 nhỉ. Đấy, gà vàng các bạn. Bây giờ em cắt đôi một đồn dưới được không? Ừ. Đấy. Gà. Đủ ăn chưa? Đấy, thịt lợn luộc nhé các bạn nhé. Đấy, lưỡi này. À, thường thường là Hải hay đi chợ phiên ăn phở các bạn. À, ăn những cái thịt bóc này. Đấy, thịt bóc rất là mềm. Người ta bóc ra chứ không ăn thịt thái kia. Nói chung là mỗi người có một cái sở thích ăn riêng. Đấy, như mình hay đi ăn chợ phiên là ăn phở nhưng mà phải thịt bóc Hải mới ăn. Đấy, các bạn đi chợ phiên thì các bạn thử gọi một bát như thế xem. So với bát là người ta cứ tự lấy hoặc là người hoặc là thịt thái thì nó sẽ khác hoàn toàn các bạn. Còn phở thì là phở chung rồi nhưng mà thịt lợn thì nó khác một tí. Chợ phiên này các bạn này. Đấy, rất là đông nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, bác này đang ăn mèn mén này.
ở đây này các bạn ơi. Ở đây thì có một đấy, một cái lồi mèn mén. Còn cái kia là chảo ốc đậu. Đấy, mèn mén ốc đậu. Hai cái món này thường thường nó đi kèm với nhau các bạn. Đấy, các bạn muốn ăn trải nghiệm thì các bạn phải ăn cả hai để tận hưởng được, cảm nhận được mèn mén và ốc đậu nó như thế nào. Đây, khu vực quần áo thổ cẩm này. Đấy, các bạn, đây là những cái trang phục váy truyền thống các bạn. Đấy, nó rơi vào 1,5 triệu đến 2 triệu. Như kiểu cái cô kia đang thử kìa. Đấy, những cái bộ váy truyền thống đấy các bạn. Đấy, nhìn mặc rất là đẹp. Đấy. Đây này, bên này người ta bán rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, đây là những cái điệu, cái điệu, điệu em bé ở đằng sau lưng đấy các bạn. Đây này. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì cứ cái nào thêu nhiều hơn là chắc chắn đây là cái này đắt các bạn. Đấy, ví dụ như cái này mình bảo đảm là cực là đắt này. Đấy, người ta thêu thủ công bằng tay rất là nhiều. Đấy, còn những cái này chắc chắn là rẻ hơn. Đây, cái này thường thường là họ may thôi, có thêu hoa văn nhưng mà số lượng ít. Đấy, còn cái này là số lượng nó nhiều hơn. Đấy, chắc chắn là đắt hơn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ra đây một tí nhá các bạn nhá. Cháu chào bà nhá. Tí tí có người gọi cho bà, tí cháu con lối cho. Có người nhờ bà mua thuốc hay sao ấy? Nhưng mà tí nữa để cháu quay xong ấy, cháu quay lại. Vâng, quay lại vâng. Xem, không, tí tí họ mấy bà nói chuyện trực tiếp bằng Zalo. Vâng, vâng. Người ở miền Nam sao ấy? Vâng, tí. Vâng, vâng. Vâng. À, hôm nay có một khách người ta bác cái tư vấn tham khảo thuốc ở trên vùng cao. Thì tí nữa mình sẽ lấy Zalo mình gọi cho bác ấy. Bởi vì là bây giờ là mình đang quay nên mình không tắt máy quay. Đấy, mình sẽ chia sẻ những cái gì chân thật nhất ở trên chợ phiên cho bạn, sẽ không cắt ghép chỉnh sửa. Đấy, quay một mạch luôn các bạn. Đấy, khu vực người ta bán hoa quả này. Đấy, rất là nhiều. Mùa này mùa nhãn, mùa mít này các bạn, đi đâu cũng thấy thơm nhỉ. Mùa mít thơm thế. Đây, muối ngon chưa? Cái này mít dai nhé các bạn nhé. Này, cái này mít dai nhỉ? Mít Malai. À, Malai ạ? À? À, mít dai Malai. Dai nước, dai nước ngoài. Đấy. Đấy. Đấy, các cháu nhỏ ở trên chợ phiên ấy. Ô, xin chào. Đấy, đây là khu vực người ta bán một số thảo dược. Đấy, hôm nay bán được nhiều chưa chị ơi? Bình thường nè, em xem tí nhá. Bởi vì là hầu như là trên chợ là ít người bán đồ này nhỉ? Nhỉ? Ít người bán đồ này ấy. Nhỉ? Ở đấy. Nên hôm nào đi ghé, đi quay qua cũng phải ghé một phát để thăm hỏi sức khỏe xem là bán được nhiều hay không. Và giới thiệu cho các bạn một số mặt hàng đây. Đấy các bạn này, đây. Củ ấu tẩu tươi các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn mua thì cứ alo Hải. Đấy, giá của nó thì nó tầm 150. Đấy, đến có loại to nhất thì 200 các bạn. Đấy, ấu tẩu tươi. Cái này để ngâm để làm thuốc bóp hoặc là linh hầm để ăn bồi bổ sức khỏe. Nhưng mà linh hầm thì các bạn nhớ là phải ngâm thật linh thật lâu. Mình nghe nói phải 6-7 tiếng. Đấy, hoặc trên 5 tiếng lại thì nó mới bị đỡ bị độc. Hả? Không được. Thế mấy tiếng là vừa chị? Tiếng là được á? Ồ, thế mấy người bảo phải 5-6 tiếng. Nếu mà bị độc thì có chết người luôn không? Chết đâu. Không chết đâu nhỉ? Không chết à? Em chưa dám thử. Thấy mấy bác ấy chia sẻ phải 4-5 tiếng trở lên.
mình cũng thấy là nhìn sợ sợ. Một tiếng là được à? À thôi cứ chắc ăn là 2 tiếng đi. Gấp đôi. Sợ chết mà, mình sợ chết cả. Đây lũ hoa tam thất bao tử à, cái loại là mình bình bình thôi nhỉ. Mấy trăm? Một cân là một cân là 850. Cái này à, đây này có công dụng ở đây này các bạn này. Đây mình xem công dụng một tí nhá các bạn nhá. Công dụng của lũ hoa tam thất bao tử: công dụng điều hòa huyết áp, ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt giải độc, bổ gan mát thận, chữa đau đầu hoa mắt, chóng mặt mất ngủ. Ôi đấy, điều hòa huyết áp đấy, chóng mặt mất ngủ. Cái này thì các bạn đun nước như kiểu nước chè để uống hàng ngày các bạn. À đây củ tam thất đây, xem có tác dụng gì đâu. Đấy, củ tam thất nha các bạn nhé. Tác dụng chữa u biếu, bổ máu, tăng cường sức khỏe, chữa viêm loét dạ dày. À chữa viêm loét dạ dày, u biếu, chữa bệnh u hoặc biếu, bổ máu, tăng cường sức khỏe. Đấy, khá là nhiều công dụng các bạn. Ngoài tam thất tươi ra thì có cả tam thất khô, củ tươi. Củ tươi đấy, ở Bắc Hà bán nhiều lắm các bạn. Ở đây mỗi quán chị bán thôi này. Hoa hồi đấy, gia vị thức ăn các bạn. Mắc khén rất là nhiều các bạn đấy. Nói chung là đây là chúng ta đang tiếp tục lạc đến khu vực rượu vừa lấy rồi các bạn đấy, khu vực người ta bán rượu nhá. Còn đây là người ta bán gì nhỉ? Đây này, đây này, đây này các bạn. À đây là người ta bán thảo dược đấy, quả dứa rừng nhỉ. Đấy, ngâm rượu các bạn. Đấy, dây bổ máu. Ô, hôm nay cô băm này ra. Cái này băm ra nhỉ? Cái mật gấu à? Ô, chứ bệnh đau xương á? Nhưng mà không phải cái mật gấu nhỉ? Sao hôm nay màu vàng hay nhỉ? Mình đang ngửi xem có mùi gì không các bạn. Thấy nó vàng trẻ này. Đấy. Thế cô bảo là chữa bệnh đau xương đau khớp. Cái này là để đun nước uống nhé các bạn nhé. À ngâm rượu được à? Cái này mà ngâm rượu màu nó vàng đẹp lắm nhỉ. Đấy. Ngâm rượu là màu vàng cực đẹp này. Bởi vì là cái gỗ nó màu vàng, khoai ra kiểu gì nó màu vàng. Anh à. Khỏi luôn cơ à? Bao bao nhiêu cái này bán theo cân hay theo lạng à? Bán theo lạng à? À bán bằng vốc tay à? À bao ví dụ một vốc tay bao nhiêu tiền à? 50.000 à? Chữa bệnh đau xương đau khớp, chính tỏ là hiệu quả ấy nhỉ? Có người thử rồi gì? À chữa khỏi gì? À chắc là chữa cả bệnh hút luôn ấy nhỉ? Đấy. À đấy nhá. Thấy là cái bán mà vốc tay là 50.000 các bạn. Đấy, các bạn mua thì cứ alo Hải nhá, Hải sẽ đến đúng cái số địa điểm của cô Hải lấy cho các bạn. Đấy. Chưa này đau xương, đau khớp, nhức mỏi cơ thể này và bệnh như kiểu đấy, như kiểu bệnh hút ấy. Đấy. Nhưng mà đặc trị đó là đau xương, đau khớp các bạn. Nhức mỏi cơ thể. Đấy các bạn mua thì cứ alo Hải nhá. Cái thuốc màu vàng này Hải nhớ, và cái cô này thì ở trên chợ phiên Hải cũng đi quay, Hải thấy rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều lần cô ở trên chợ rồi. Và cô vừa kể có cái ông bán thịt bị đau xương đau cự, thế mà uống là khỏi. Đấy, đấy là người ta kể vậy thôi, còn không biết là thực tế như nào. Nhưng mà cái này là dùng để uống, đun nước để uống các bạn. Đấy, các bạn cứ yên tâm, không phải là thuốc Tây nên nó cũng không sao cả. Ở đây là cây hoa lan kim tuyến để chữa bệnh. Cái này cũng là thuốc cây gì đấy cô? Cây tre. Cây tre tím ấy nhỉ? Cái gì ạ? Cây tre đen á? À cây tre đen. Nhưng mà bệnh gì cô, chữa bệnh gì ạ? À?
Mà chủ yếu là bệnh gì ạ? Hả? Ho này là mà cái này bị cảm, bị cảm đấy. À bị cảm á? À bị cảm ho. Nhưng mà cái này để đun nước hay là ngâm rượu ạ? À đun nước nhỉ. Chặt đốt ra nhỉ. Cái che tím lần đầu tiên mình thấy các bạn, đây này. Lần đầu tiên mình thấy cái che tím này luôn. Cho xem tí nhá. Cho mọi người khán giả xem. Ơi các bạn này. Mình cứ tưởng là thuốc người Mông. À thuốc của người Mông à. Chưa bệnh ho, bệnh cảm, cảm cúm à. À đây. Lần đầu tiên mình thấy cái che này. À, đây đây đây. Người ta gọi là cây tre thần kỳ nhỉ. Yeah. Đấy. Đây tre. Đây. Đây đây đây. Đấy. Bó tre thần kỳ ở trên chợ các bạn. Đấy ok. Đây. Đấy. Lần đầu tiên mình thấy là cây tre tím như thế này. Đó là cái này đây. À đây. À giống nhau à? Bệnh huyết áp á? Mình bệnh cô vừa bảo cái gì nhỉ? Huyết áp á? Bệnh huyết áp cao. À huyết áp cao đi ạ. À à hai này à, chữa bệnh huyết áp cái gì nữa không ạ? Ngoài huyết áp cao nhưng mà còn cái gì nữa không, bệnh gì nữa không ạ? Bệnh cảm à? À bệnh cảm này, huyết áp này, đấy độc lạ các bạn. Lần đầu tiên thấy mình hỏi kỹ, hỏi cho nó kỹ để biết đấy. Lấy dạ má. Lấy à? Ừ. À lúc nào cháu cảm cháu lấy nhá. Vâng. À đây cô có naga cây này, đỏ đỏ này, đấy, cây vàng vàng. À, giống cây, à cô chia ra túi à? Nhưng mà tên cây này là gì bà? Cây vàng vàng này. Tên nó là gì? Cái này. Vâng. Cái này là đau không. Xương đau tay. Đau xương đau khớp cô giới thiệu cho cháu nghe rồi. Nhưng mà tên của nó, ví dụ cái này là tre tím, còn cái này là cây gì? Cái này á. Ừ. Còn tiếng kinh là gì? Tiếng kinh cây cây gì? À chịu chim bông rồi. Rồi hôm nào có khách cháu qua lấy nhá. Đấy. Cái này chữa hiệu quả gì? Cái này chữa bệnh đau xương đau khớp hiệu quả gì? À rồi. Hôm nào có khách. À vâng, bằng đang múa là cái khớp ở cái ngón tay này các bạn này. Đấy. Đấy. Rồi hôm nào có khách cháu qua cho lấy. Cứ 50.000 một túi này à? À đây, đấy. Nó rơi vào tầm gần 2 lạng nhỉ. Đấy. Rồi ok các bạn nhé, đây là một số thuốc ở trên chợ phiên, ở trên vùng cao. Đấy. Đấy. Bây giờ thì thời gian thì cũng khá là dài rồi các bạn. Hải sẽ xuống dưới này quay chia sẻ cho mọi người tí về chợ phiên, cái khu vực người ta bán trâu nhé các bạn nhé. Đây, trâu. Đấy, các bạn có thể là ngắm toàn bộ chợ rất là, nói chung là một số thuốc ở trên vùng cao rất là đặc biệt. Nói chung là chắc phải chữ được người ta mới mang đi bán, chứ không là người ta bán linh tinh các bạn. Đấy. Đấy là thuốc của người Mông. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn đây là ủi trơn hết nhỉ. Đây là khu vực người ta bán trâu, bán chợ trâu các bạn. Đấy, trâu. Trâu nghé, trâu đực, trâu giống các bạn. Đấy. Trâu nghé này các bạn, những con nghé. Đấy, những con trâu rất là to. Ồ con kia mới to kìa các bạn kìa. Đây này, con này cực to.
Đây là con này to này các bạn này. Đấy. Con này nó rơi vào tầm 5 tạ. Đấy. 5 tạ 40, đấy 40 triệu các bạn. Đấy, người ta phải giao đầu 4 chắc là người ta chỉ trả 30 mấy thôi. Đấy, 37 38 thôi. Đấy, báo giá bao giờ báo giá cao. Đấy, nói chung là trâu đẹp ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Video này thì Hải không giới thiệu về trâu bò nhiều. Đấy. Ôi, bên này cánh đồng núi chín này các bạn ơi. Mấy cánh đồng kia thì sắp chín rồi. Đấy. Các bạn muốn biết chi tiết thì mời các bạn sang kênh chính, đó là kênh Tây Bắc TV1 để các bạn tham khảo về giá cả trâu bò nhé. Còn video này thì Hải chỉ quay sơ qua để cho mọi người biết được những hình ảnh trên vùng cao thôi. Còn khu vực này là người ta bán mi các bạn. Đấy, chợ mi, chợ chim mi. Chủ yếu là các bác Lam. Đấy, người ta chơi là nhiều thôi. Đấy, khu vực chim mi kìa các bạn nhé. Đấy, nó hot. Cứ đến đây buổi sáng đi chợ thì tha hồ nghe tiếng chim hót các bạn. Đấy, ở đây thì giá mình hỏi đòi mi mi bình quân, mi dòng mi mà người ta để mi mọc ấy, người ta gọi là mi mọc, và nó rơi vào tầm từ 1.7 triệu đến 2.5 triệu các bạn. Còn những con thuần hơn thì nó vô giá. Mình thì mình ít chơi chim, mình không có thời gian ở nhà chăm sóc các bạn, đi sợ là không ai chăm sóc nên mình cũng không dám nuôi. Đấy. Nó rất là hay nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy. Ôi, cái con bên kia nó hot á kìa. Con bên kia nó khá là bạo quá. Ôi, con này bạo nhỉ, hot liên tục. Bao nhiêu tiền khoảng con này? Gần 4 triệu đây. Đấy. Con này nó thuần rồi các bạn. Thuần về độ hot, còn về độ chơi thì chưa biết. Nhưng mà nó khá là bạo. Mình để sát cái máy quay đây nó vẫn hot này. Xa nữa xem dám hot không. Đấy, vẫn hot các bạn. Gần 4 triệu. Nếu mà muốn nó chơi hot được thì nhỉ. Bây giờ thì Hải sẽ đứng trước mặt nó xem nó dám hot không nha các bạn nhé. Đây con này bạo này các bạn này. Đây. Đấy. Nó thấy máy quay nó hơi. Chắc nó vẫn hot đây các bạn. Thôi mình sẽ nhường nó không dám đến nữa các bạn. Đấy. Đấy, tí nó lại hot đấy. Ở kia có một con trâu to kìa. Đấy, các bạn muốn biết giá cả trâu bò thì mời các bạn sang kênh chính nhá. Đấy, chợ phiên Tây Bắc để kênh Tây Bắc TV1 để các bạn tham khảo giá cả nhá. Đấy, kênh Tây Bắc TV1 để tham khảo giá cả trâu bò ở chợ phiên nhé các bạn nhé. Rất là đông. Đấy, video thì Hải quay khá là dài rồi. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với video của Hải. Đấy. Mọi người nhớ cho Hải xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn mọi người vào video sau.